Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Chúng ta hãy cùng nhau ép chết hắn. Xích sắc du long kiếm. Lần nữa đi. Nhất định là phải giết chết địa ma chi hoàng trong hốc mắt của hắn. Nếu không thì những thứ khác đều chỉ là vô dụng thôi. Buồn luôn. Phải gia tăng tốc độ, không thể nào để cho thứ này cứ lảng vảng ở trước mặt của ta được. Kiếm vẫn kiếm pháp. Kiếm vẫn kiếm pháp. Thiên ảnh. Ta sẽ băm nhuyễn người ra. Giọng nói lại thay đổi rồi. Hắn lại tiếp tục biến hóa nữa rồi sao? Lại không nhìn thấy gì nữa rồi. Bắc đấu kiếm. Không được, nếu như không giết được địa ma thì sẽ không có cách nào hạ gục được ngũ loan. Phải một kiếm giết chết địa ma chi hoàng thì mới có thể chấm dứt hoàn toàn. Nhưng phải làm sao mới được đây? Lại biến hóa rồi, sao mà đánh đây? Minh Lãng, đến chỗ của ta đi. Là Vân Tử. Minh Lãng đến chỗ ta. Lương Tử, ta tới đây ngay. Mình cứ tưởng Vân Tư là kiếm sư, bây giờ mới hiểu, năng lực phi thường của làng ngài ấy không phải là thanh kiếm trong tay, mà là ý niệm của ngài ấy, của làng ấy. Sức mạnh ý nghĩ này có thể được ngưng kết thành tất cả các loại vũ khí. Thanh kiếm sắc như sao này được biến bởi chính sức mạnh ý nghĩ của làng ấy. Không ổn, hai người bọn họ muốn hợp lực đối phó với Kaka, mình tuyệt đối là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thêm lửa cho ta đi. Hai người bọn họ hợp lực rồi, bây giờ chúng ta cũng. Mặc dù đám hắc sát đó có thể đạt đến vương cấp chi cảnh thượng vị, nhưng hắn chỉ sử dụng một ít tử khí, vẫn có thể bị nhiễm trên người Vu Long. Chỉ cần ta xử lý Vu Long là được. Tinh tú Khuê Mộc Lang. Chết tiệt. Trả con trai cho ta, nhân loại thấp hèn nhà người. Cẩn thận. Sợ là khó có thể chịu được tử khí của tên này. Vân Tử, làng lui ra một chút, ta đi xử lý hắn. Được. Loại người như ngươi, thế gian tồn tại bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Gãy cánh. Từ xưa đến nay, mình đều dùng gió để làm đá. Mai kiếm tú, quy luật của gió mình hiểu rõ hơn bất cứ ai. Bây giờ, lợi dụng tốc độ của gió, mình phải giết địa ma chi hoàng bằng một thanh kiếm nhanh nhất. Đến đây.
chuyện gì thế này, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Lực đạo cũng rất là khốc liệt. Không được, vẫn chưa đủ, phải nhanh thêm nữa. Chết tiệt, tốc độ quá nhanh, cơ thể của mình cũng bị phản phệ. Da thịt bị gió xé toát ra rồi. Minh Nãng, chỉ hy vọng chiêu này có thể hoàn toàn đánh bại Địa Ma Chi Hoàng. Chiêu này cuối cùng cũng thi triển ra rồi, nhưng đáng tiếc sức chịu đựng quá lớn, quả nhiên thể xác con người đã hạn chế cảnh giới của mình. Cũng may, Minh Văn Hỏa Lang Kiếm của Linh Long đã bảo vệ mình, nếu không mình đã phát lổ mà chết rồi. Bầu trời này, ánh sáng bầu trời như lấp đầy không gian nứt của mình. Nó cũng mài rũa thanh kiếm trong tay vịn. Trong tay mịn, đây chính là dùng trời làm lò luyện, hủy kiếm thành hỏa, tôi luyện kiếm thần. Hóa ra là vậy, với thiên túy kiếm, đây chính là kiếm cảnh cao hơn. Sát sơn kiếm vẫn không thể nào giết chết nó. Trời ạ, tà văn này đã in vào trong xương cốt rồi sao? Trước đây mình tưởng Địa Ma Chi Hoàng ký sinh trong hốc mắt, hấp thụ huyết dịch của ngũ loan, cộng sinh với hắn, nào ngờ đã ký sinh vào trong xương tủy rồi. Sức sống của thứ quỷ quái này mạnh quá, không chết hay sao? Để làm ra thanh kiếm này, ngươi đã tự làm bản thân bầm dập. Mà bổn hoàng chỉ chút bỏ những thứ thừa thãi trên người của ngươi mà thôi. Như vậy mà còn không giết được nữa, ta đang nghi ngờ ngươi có phải là cùng huyết thống với loài rắn hay không đó. Ơi, ngươi cũng chỉ có thể cứng miệng đến đây thôi. Tuy là hôm nay toàn thân ta đã bị thương, không thể nào thi triển ra các loại kiếm pháp quá mạnh được. Nhưng, sự lĩnh ngộ của ta đối với ý nghĩa của kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới rất cao rồi, kiếm linh long cũng đã được mài giũa tốt hơn. Tại sao ngươi lại không mở mắt nhìn ta, là do quá sợ hãi ta à? Rút kiếm đòi hỏi sự tập trung cao độ, không thể nào có bất kỳ tạp niệm nào. Không cần dùng mắt quan sát, mà phải toàn tâm toàn ý tin tưởng vào rồng của mình. Chết đi! Đúng là lúc này, lấy lòng bàn tay làm vỏ kiếm, rút kiếm chạm thiên nổi. Cho dù là tia sét cũng sẽ bị chặt đứt. Gì chứ? Không, không. Khoảnh khắc mà ta lĩnh hội được kiếm cảnh thì ngươi đã chết rồi. Sao lại như vậy? Đây không thể nào. Bọn họ đã nói với ta, sẽ tìm một tên ăn xin hèn mọn đến làm nhục thân tử, nhục vân, sẽ là một tên ăn xin hèn mọn đến làm nhục vân tư, để cô ta không thể nào trở mình được. Bên phía của ta đã kết thúc rồi. Nhưng người này, mà là ăn mày hèn mọn hay sao, rõ ràng là một kiếm tiên đang lưu lạc hồng trần mà. Bên phía của làng, nói muốn đấu tay đôi, thì nhất định là phải đấu tay rồi, ta sẽ không chen vào. Được, không được, ta phải chạy thôi, vị ca ca cộng sinh với Địa Ma Chi Hoàng là người mạnh nhất trong Tuyệt Lãnh thành bang này. Một khi hắn chết, thì tất cả cự tướng và điêu tượng ở trong thành bang này đều sẽ trở nên suy yếu, tà khí cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Và lại ta căn bản không đủ năng lực để đối đầu với Vân Tử. Muốn chạy à, không dễ vậy đâu. Không, ta không thể nào chết ở đây được. Bị lứt rồi. Ta trốn ở đây, chắc chắn cô ta sẽ không tìm thấy đâu. Cái ngươi vừa chọn vẫn là một con đường chết.
Sắp rồi, trước mặt chính là lối ra, phải mau thoát ra ngoài. Thoát được rồi. Cô, 20 năm, đã đến lúc chấm dứt rồi. Lê Vân Tử, ngươi chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của thiên địa, đồ chơi của thiên thương mà thôi, ngươi. Bọn chúng đều sở hữu những loại tà thuật kỳ quái, đến cuối cùng hãy lên chém thêm vài kiếm nữa, để đảm bảo diệt được tận gốc cô ta. Được. Các ngươi hãy lục tung thành bang này nên, đừng để bất kỳ một con run ma nào sống sót, đề phòng bọn chúng sẽ lại khôi phục như xưa. Rõ, rốt cuộc bọn chúng làm sao mà có thể nuôi dưỡng ra nhiều địa ma như vậy? Tuế Nguyệt Ba không chỉ là ảnh hưởng đến linh vật, mà cũng tạo ra ảnh hưởng không ít đối với các sinh vật đó. Có lẽ bọn chúng đã dựa vào cơ hội này để phát triển cho bọn địa ma. Cho nên từ lúc bắt đầu, Tuyệt Lãnh Thành Bang đã luôn đợi Thế Long Môn giáng lâm tại đây. Nhưng sao họ lại biết đến Tuế Nguyệt Ba và Giới Long Môn? Cái này thì không thể nào giải thích được, dù gì thì chúng ta cũng hiểu biết quá ít về thế giới này rồi. Huynh đã lấy được ân điển chưa? Ta cũng muốn đến đó. Được, ta dẫn nàng đi. Ồ, các thi thể trong vườn đã tự biến mất rồi. Đây quả thật là một nơi kỳ lạ. Hình như có tiếng gì đó phát ra từ phía cầm điện. Chúng ta hãy đến đó xem thử đi. Hình như nàng ấy không tỏ ra quá thương nhớ mẫu thân của mình như Lam Vũ Sa. Ngược lại luôn tỏ ra rất là đề phòng. Trong cầm điện này, có lẽ đang giấu những cảm xúc yếu đuối nhất trong trái tim của nàng ấy. Đây nè, vân huyền này rất giống với sợi bạc ở trên thanh hóa kiếm ở trong tay Vân Tử. Đây là mệnh hồn chi thể của ta, khi ta vừa ra đời, nó đã quấn lấy bàn tay của ta như là một sợi tơ vậy. Nhưng ta cũng không nhớ rõ công dụng của nó, chỉ là nghe lão tổ mẫu nói, sau này nhất định là phải tìm lại nó. Cho nên, thần chi ân điển xuất hiện trong Tuyệt Lãnh Thành Bang này, thực ra cũng là vì nó. Có lẽ là... Mẹ của ta chính là hậu duệ của thần Ninh, bà ta dùng sợi tơ cầm huyền của chính mình để nuôi dưỡng sinh mệnh và linh hồn của ta. Vì vậy bà đã truyền sức mạnh của chính mình cho ta. Nếu nói như vậy, thì truyền thuyết Thổ Long Thần Cơ là hậu duệ của thần Ninh, quả là thật sự rồi, quả là sự thật rồi. Cũng là nói, con gái sau này của chúng ta cũng không cần phải khổ sở vượt qua kiếp nạn rồi. Da mặt của huynh ấy quả thật là ngày càng dày rồi. Nói như vậy, trong cực đình đại lục thật sự là có thần linh hay sao? Ta vẫn không thể nào lý giải được. Có chứ, chỉ là do chúng ta không hiểu rõ lắm, cũng chưa được tiếp xúc qua mà thôi. Thế giới đang thay đổi, phần lớn cũng là vì ý chí của thần linh. Thật ra không chỉ có những thứ này, mà bao gồm thân thế của ta, bao gồm sự ra đời của Giới Long Môn, ta đều chưa thể hiểu nổi. Có lẽ những bí mật này đang được ẩn giấu xung quanh chúng ta, chờ đợi chúng ta khám phá ra từng chút một. Vân Tử, nàng hãy nhìn bức tượng đó bên kia. Cách thờ cúng này hình như rất là hiếm gặp. Bên dưới pho tượng đó hình như có một số văn tự. Chúng ta đến bên đó xem thử xem bên trên đã viết những gì. Làm sao nhìn bây giờ, huynh nhìn có hiểu hay không? Bên trên nói mỗi một ngôi sao ở trên bầu trời đều tượng trưng cho một vị thần. Và ngôi sao càng sáng thì chứng tỏ vị thần đó càng mạnh. Hàng triệu linh tu nhiều như suối chảy, cuối cùng đã tụ họp lại một nơi, đó là Giới Long Môn.
dưới Long Môn lựa chọn ra các vị thần mạnh mẽ nhất từ các giới. Đối với mỗi một vị thần mới xuất hiện ở trên đại lục, nền văn minh hào quang của nơi đó sẽ được nâng cấp lên một bậc. Đối với mỗi vị thần tân phong, thần huy sẽ được phản chiếu ở trên bầu trời. Một ngôi sao tượng trưng cho một vị thần. Vậy trên thế giới này rốt cuộc có đến bao nhiêu vị thần chứ? Đến nay hình như không thực tế lắm. Nếu không thì có lẽ khi ta đi dạo trên phố, cũng có thể nhận được những tiên tử bị rơi xuống phàm gian rồi. Đợi một chút, nếu dựa theo lời nói của nó, vậy thì giới Long Môn chính là Tân Phong Chi Môn rồi. Tính xác thực của văn tự này khó nói lắm. Nếu như giới Long Môn thật sự là phong thần chi môn, trên cực đỉnh đại lục này dù sao cũng sẽ có đang gần với thần mình. Bọn họ nếu đã đến gần và đi qua cánh cửa này thì có lẽ sẽ có câu trả lời. Thực ra thuyết pháp của thần minh hóa tinh huân này cũng không tồi. Nếu như sau này ta được phong thần thì cho dù tạm thời rời xa nhau, nàng cũng có thể nhìn hướng lên ngôi sao mà được đặt tên của ta ở trên không trung, và sẽ cảm thấy ta đang ở cạnh nàng. Nói thẳng như vậy đúng là có chút ngại mà. Tao biết chàng mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho ta. Cảm ơn chàng. Mệt mỏi thì nghỉ chút đi, ta sẽ luôn ở bên nàng. Đã lâu chưa ôm lương tử như vậy rồi. Tỉnh rồi sao? Công công tử, tay của người hỏng rồi. Lương tử biết, lương tử biến lại thành cô em vợ tinh họa rồi. Có phải công tử đạt được chính thần ân điển rồi không? Đúng vậy, là quỹ châu và một quả long đan. Chính thần ân điển hẳn là tư cách tiến vào giới Long Môn. Chúc mừng công tử, ngài đã trở thành ứng cử viên thần minh đầu tiên rồi. Thật sự là có chuyện như vậy hay sao? Ta còn không tin lắm đâu. Tin hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần công tử vẫn luôn làm tốt những chuyện hiện tại, bình an là được rồi. Cũng phải ha. Trong mộng, mình nhìn thấy công tử khắp người đều là vết thương. Nhưng ngày qua mình vẫn luôn rất lo lắng, vẫn luôn suy ra được kết quả tốt hơn. Nhưng sức mạnh của cổ di tích lại ngăn trở mình nhìn thấy tương lai. Hy vọng ân điển có thể giúp đỡ cho công tử. Ở chỗ của Trúc Minh Nãng, cuối cùng cũng xong một đại sự, trở về nghỉ ngơi cho tốt mới được. Ơi công tử, vậy ta cũng trở lại phòng của mình đây. Dù, ây à, tiểu Bạch Khởi, lâu lắm không gặp rồi. Ta thả ngươi ra khỏi linh vực cũng được vài ngày rồi, có vẻ ngươi vẫn chưa ăn long lương. Thế gần đây ăn cái gì vậy? Nguyệt Quang. Ăn những thứ liên quan tới ánh trăng, thật hay giả vậy? Ngài cứ nhìn nào biết. Ơi, thật là như vậy này. Sinh linh có thể hấp thu nguyệt quang tinh hoa mặc dù không phải là số ít. Nhưng tiểu Bạch Khởi ở giai đoạn còn nhỏ đã có thể sản sinh ra một loại cộng hưởng đặc thù với nguyệt diệu. Sợ là tương lai tiền đồ vô hạn. Chỉ là còn nhỏ như vậy mà đã ăn những loại đại bổ chi vật đắt đỏ như vậy. Nguyệt thực giá 300 vạn kim chỉ có thể là một bữa ăn thôi. Bạch Phượng Hoàng Vĩ Nhụy. Vĩ Nhụy của Bạch Phượng Hoàng đã xung kích với vương cấp cảnh chỉ là đồ ăn vặt. Hơn nữa còn không hề có dấu hiệu bào hóa. Mình thật sự là sắp không nuôi nổi rồi mà. Xem ra hiệu quả của Quỹ Châu đã khiến cho nó hấp thụ nhiều hơn. Bây giờ linh hồn đã gần tiếp cận với Long Vương rồi. Chỉ là phải để thân thể của nó trưởng thành thì cần nhiều tài nguyên hơn nữa. Chỉ có thể về nhà xin cứu viện thôi. Công tử à, ngài cần cái gì, toàn bộ trúc môn chúng ta tuyệt đối sẽ dốc sức giúp. Nhất định là phải coi trúc môn là nhà nhé. Nếu không có công tử, chúng ta làm sao có thể uy danh như vậy ở Hoàng Đô. Được rồi, thế ta muốn gì thì cứ nói thẳng vậy. Mấy người làm hết mọi cách để thu thập Ngọc Lưu Ni, cũng truyền lệnh của ta. Đình nội.
mỗi một phân đình kiếm được một miếng ngọc lưu ni cho Trúc Minh Lãng ta, thì có thể đến nội đình nhận một chức vị. Chức vụ nội đình vẫn luôn đều do trưởng lão nội đình định đoạt chuyện này. Vậy sao, thì ra là rất khó xử à? Về sau mọi người không cần phải thân thiết như vậy nữa đâu. Dù sao ta tới tìm mấy người muốn vài trăm vạn kim, thế mà lại phải thanh toán dần. Đúng là mất mặt Mục Lông Sư tôn giả ta đây. Được rồi, ta sẽ báo với trưởng lão hội. Công tử không cần phải tức giận như vậy đâu, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Môn chủ thực ra cũng rất là thương yêu công tử, chỉ là ông ấy luôn muốn rèn luyện tâm trí của công tử mà thôi. Dù sao thì đúng giờ chuẩn bị đồ mà ta muốn là được, đã rõ hay chưa? Yên tâm, công tử lần này lực áp quần hùng, chúng ta nhất định là phải lấy chút gì đó đưa cho công tử chứ. Cuối cùng cũng hù được Trúc Môn, tiếp theo có lẽ sẽ có thể tới hỏi thử cô em vợ dự ngôn sư xem nơi nào có bảo vật. Chỗ ở của Trúc Minh Lãng. Mũ Sa cô nương, tinh họa cô lương đâu rồi? Ta có chuyện muốn bàn bạc với cô ấy. Nếu có lần sau, máu văng 10 bước. Là Linh Sa cô lương à, thất lễ. Sao cô đột nhiên quay lại vậy? Hôm đó ở Thành Bàng, tôi tìm cô rất lâu đó. Ta đi tới Cổ Đại Sơn một chuyến, nơi đó có bảo vật, tinh họa cô lương tính cho ta như vậy. Thật sao? Ta cũng vừa hay định hỏi cô ấy. Nếu đã có phương hướng rồi, thế thì chúng ta cùng nhau hành động thôi, đi theo ta. Được, đi thôi. Cực Đình Đại Lục phía cực đông. Tế trời mấy lần nhưng không hề nhận được hồi đáp từ thần mình, có lẽ chúng ta đã bị thần mình bỏ quên rồi. Cực Đình Đại Lục vẫn luôn không có thần mình hiện thần, nói không chừng thần mình chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Nếu bầu trời không được, vậy chi bằng buông tay trước vậy. Dù sao nhiều năm như vậy, không có thần mình che chở, Cực Đình vẫn cứ cường đại. Hỗn xược. Thần minh sao có thể là thứ để ngu dân các ngươi tùy tiện bàn luận. Bây giờ dưới Long Môn đã hiện thế, Cực Đình nếu như không có thần minh che chở thì sẽ như là con cừu chờ bị làm thịt, không tồn tại được bao lâu nữa. Hoàng thượng bớt giận, thần ngu dốt vô tri. Tương lai nành hay dữ khó mà đoán trước được, các ngươi lui xuống trước đi, ta đi gặp dị cương thần minh đó vậy. Rõ. Biên giới tới hư vô chi hải từ khi nào có thêm một chiếc cầu mây vậy? Không biết là nó dẫn đến nơi nào? Đi theo chiếc cầu mây đó tới đây. Đây, lẽ nào là thần mình? Ngươi là ai? Đại lục của các ngươi tên là gì? Hoa Cửu, một trong thất tinh thần tiên su. Tại hạ là Triệu Viên, đại lục của chúng ta tên là Cực Đình. Ồ, lại có một tên nữa tới. Ta là Thánh Khuyết Đại Lục Hoàng Vương, tham kiến thần minh đại nhân. Nếu như hai người các người đều xem như là kẻ thống trị cao nhất tại các đại lục của mình, thế thì... Quỳ đi, ta sẽ dẫm lên phía sau đầu của các người. Ta sẽ cho phép đại lục của các ngươi đến. Rõ. Cùng là Hoàng Vương, ông ta lại hèn mọn tới vậy. Ngươi đã chần chừ? Không. Không sao, hàng tỷ oan hồn trên đại lục của người sẽ thay ta chỉ trích người. Thánh Khuyết Đại Lục. Chịu nhục và hủy diệt, hai người chỉ có thể chọn một. Không chịu nhục, đây là vinh quang của hạ dân. Nếu như vừa rồi mình chậm một chút, thì Cực Đình Đại Lục có lẽ sẽ tan thành tro bụi rồi. Ta là Hoa Cửu, là một trong thất tinh thần thiên su.
Ta thích những con dân biết đội ơn. Nếu như cực đình các ngươi có thể tồn tại tiếp, thì có thể dẫn thần cương của ta thờ phụng. Đúng rồi, còn nữa, vì các ngươi rất là thành kính, ta cho các ngươi một lời nhắc nhở nhỏ, cẩn thận ban đêm. Cổ Đại Sơn, Ni Xuyên Đại Lục. Đây có chuyện gì vậy? Có lẽ là có người sở hữu sức mạnh của thần minh, dẫm nát địa mạch chi tích của một đại lục nào đó, không có gì phải kinh ngạc cả. Nhìn thấy ngọn núi vỡ phía trước không? Nó cũng giống như vậy. Thấy rồi, nhưng đó là ta làm đó. Lúc đó ta chấm vỡ ngọn núi này, nó từ cực đỉnh đại lục rơi đến Ni Xuyên, thì ra là rơi vào trong Ni Xuyên cảnh. Đây chính là kinh nghiệm giao thủ với vương cấp cảnh mà ngươi nói hả? Cũng không khác biệt lắm. Lúc đó cô ấy đã từng hỏi mình ở Nhuận Vũ Thành, lúc đó bởi vì không muốn để cô ấy xuất thủ nên đã hung dữ với cô ấy. Nghe ngữ khí này của cô ấy, chắc là vẫn đang mang thù. Chúng ta đến ngọn núi vỡ đó, nơi đó hẳn có thứ mà ngươi muốn. Linh đảo Toái Sơn đó, có chỗ nào đặc biệt hay sao? Đi xem thử là sẽ biết. Cũng phải. Trong Toái Sơn, cảnh vật như này đáng để ta vẽ một bức tranh. Ngọn Ninh Đảo Sơn này đúng là huyền diệu, chẳng trách cái tên họ Bá đó lại điên cuồng như vậy. Tiểu Huỳnh Ninh, Yến Hóa, Hóa Long. Trời ạ, Tiểu Huỳnh Ninh, người chưa phi thăng độ kiếp mà đã hóa luôn thành long rồi. Hơn nữa, hóa là hóa luôn thành cấp bậc chuẩn Long Vương, ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Đây đúng là Long mà trời chọn mà, ảnh hưởng của giới Long Môn quả là không nhỏ. Có thể để một vài sinh linh vốn có thiên phú dị bẩm, nhanh chóng đề cao cảnh giới, quả nhiên là thần minh chi lực. Cẩm Lý tiên sinh, có vẻ như sắp có một đại lục mới. Một đại lục mới tiếp giáp với chúng ta rồi, nghe nói trên đại lục này có thần minh nữa. Cùng lắm thì cũng chỉ là tinh thần, không có gì lớn nào cả. Cẩm Lý tiên sinh, ông biết cả chuyện này ư? Ông còn biết gì về chuyện liên quan tới thần minh nữa vậy? Nếu có thần minh thăng cấp, trời xanh sẽ khen thưởng cương vực đó. Mà cương vực có thần minh sẽ xuất hiện một lượng lớn sương mù hư vô, sinh ra thiên dẫn lực mạnh hơn nữa. Những dẫn lực đó sẽ kéo những đại lục vốn phải mất hơn nghìn năm, hơn vạn năm mới đến gần vào trong cương vực, cũng tương đương với việc vị thần minh đó có thêm đất phòng. Thì ra là vậy. Ông còn biết gì về chuyện ở trong giới Long Môn đó nữa? Chẳng phải ngươi có vé vào cửa của chính thần ân điển hay sao? Chuyện trong đó, đợi đến khi ngươi tiến vào trong ta sẽ nói với ngươi sau. Vừa nãy ta thấy một đại lục bị dẫm nát, nếu như thật sự có thần minh, thì nền văn minh của thế giới sắp tiếp giáp với chúng ta chẳng phải sẽ có cấp bậc cao siêu hơn chúng ta nhiều. Đó chính là thuộc địa của thần minh nếu như vậy. Đầu tiên, thần minh có thực lực cường đại, có thể hủy hoại một đại lục. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn là thất tinh thần. Thất tinh thần? Sức mạnh của thần minh được quyết định bởi ánh sáng của ngôi sao đang chiếu sáng trên bầu trời. Thế nên đối với các ngươi mà nói, bắt đầu thất tinh dễ thấy nhất, chính là thất tinh thần mạnh mẽ nhất ở trong thế giới của các người. Mọi người đang bàn luận về thất tinh thần hay sao? Đúng vậy, Cẩm Lý tiên sinh nói, cái tên dẫm nát một đại lục giống như chúng ta có thể là một trong thất tinh thần. Chỉ là không ngờ hắn lại xấu xa như vậy, tùy tiện đạp chân và đã thể hiện hàng vạn sinh linh đồ thán. Thế thì có gì nạ đâu, có một số thần minh không khác gì xúc sinh cả, càng huống chi còn có rất nhiều tên mượn danh nghĩa của thần minh mà làm sằng làm bậy. Tình hình này chấn động khi đại lục tiếp giáp. Không đúng, nó dường như không phải tiếp giáp, mà là cực đỉnh đại lục hóa thành một viên sao băng, sắp va vào trong lãnh thổ của người ta. Nếu như vậy chúng ta sẽ...
nhanh chóng rời khỏi cực đỉnh đại lục thôi. Mặc dù có hư vô chi hải và các tầng hư vụ che phủ bảo vệ, nhưng lực va chạm giữa đại lục và cương vực sắp tới không phải là thứ mà nhục thể phàm thai chúng ta có thể chịu nổi. Cô sớm đã biết những chuyện này, là nghe tinh họa nói hay sao? Đại khái là vậy. Hơn nữa, nơi này sắp xảy ra thay đổi lớn. Nơi đó còn có người, chẳng phải không thể nào xuyên qua hư vô chi hải hay sao? Hơn nữa bọn họ có thể xuyên qua liệt hỏa. Là người ở trong thần cương, chúng ta đi xem thử. Ta ngửi thấy mùi của hạ giới, bảo vật nơi này và mỹ nữ, nhiều không đếm được, nhiều hơn Hắc Thiên Phong nhiều. Chu Yết, thần cương. Phải cướp đoạt một trận ra trò mới được. Đây không phải là người của thần cương hay sao? Sao nghe giống như là thổ phỉ trên ngọn núi nào đó vậy? Bọn họ có là địch gì? Trông không có ý đồ tốt, giết luôn đi. Bạo lực như vậy không tốt, vẫn là làm rõ tình hình trước đã. Đuổi theo rồi tính tiếp. Tiêu Lăng Thành. Nữ nhân này chính là người che chở mảnh đất này. Đúng là báu vật cô ta thuộc về ta. Người nạ đến rồi, bàn chuyện chính trước đi. Dương Hoan, thần cương. Hạ giới bẩn thỉu này, vậy mà lại có nữ nhân thoát tục siêu phàm như vậy. Quả là khiến ta chán ghét, chán ghét. Chết tiệt, hắn dám ăn nói lỗ mãng như vậy với Vân Tử, còn phá hoại tượng điêu khắc của làng ấy. Phá tượng của tỷ ấy, ngươi muốn chết. Nhà đầu đê tiện, dám đánh úp ta. Nữ nhân này vậy mà có thể đả thương được cực dục chi đạo của mình. Chết tiệt, chết tiệt. Không ngờ em dâu lại quan tâm nương tử như vậy. Chúc mình nặng người phải cố lên, không được thua kém em dâu. Tiểu mỹ nhân đừng giận, bọn ta chính là tu sĩ tôn quý thượng phong Hắc Thiên thần cường, cũng giống như là ngươi vậy, là thần phàm giả. Vậy mà là một đám tu sĩ cực dục chi đạo. Cực dục chi đạo tu hành giết chóc và tà dâm. Bằng cách không ngừng nuông chiều dục vọng của bản thân, người ta có thể đạt được thủ đoạn của tu vi và cảnh giới tốt hơn. Ví dụ như là giết chóc, không ngừng giết chóc. Nếu người giết đủ số người, người sẽ hình thành các cực dục chi đạo của mình, và những người khác cũng tương tự. Nếu người đẹp muốn tìm hiểu thần cương gụng, thần cương bọn ta, chúng ta có thể nói chuyện thâu đêm. Chắc chắn là sẽ khiến người đẹp mở mang tầm mắt.